Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Luật sư của doanh nghiệp được phát sóng trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Sau đây sẽ là những nội dung chính được phát trong chương trình tuần này. Thực trạng của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam với vấn đề tỷ lệ nội địa hóa trong những năm qua. Tác động của thuế nhập khẩu linh kiện ô tô đến ngành công nghiệp ô tô. Vấn đề bảo hộ sản xuất ô tô trong nước có thúc đẩy được ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Thưa quý vị, công nghiệp ô tô vốn được coi là xương sống của ngành công nghiệp ở mỗi nước, bởi nếu ngành công nghiệp ô tô phát triển thì sẽ thúc đẩy những ngành công nghiệp như điện tử, luyện kim, hóa chất, nhựa cùng phát triển theo. Và theo số liệu vừa rồi từ Bộ Công Thương thì ngành công nghiệp ô tô Việt Nam được bắt đầu từ năm 1991, đến nay thì đã được gần 20 năm. Với nhu cầu về ô tô tăng mạnh, nếu Việt Nam không có một ngành công nghiệp ô tô thì vào năm 2020 chúng ta sẽ phải chi khoảng 3 tỷ USD để nhập xe mỗi năm. Vậy Việt Nam đã có được một nền công nghiệp ô tô đúng nghĩa? Vâng, thưa quý vị, trong nhiều năm qua thì xung quanh ngành công nghiệp ô tô thì vấn đề nội địa hóa luôn được nhắc đến nhiều nhất trong các buổi hội thảo của chuyên ngành. Theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, tỷ lệ sản xuất trong nước phải đạt 40% vào năm 2005, 60% vào năm 2010, giữ tỷ lệ sản xuất trong nước đối với động cơ đạt 15% cho đến 20% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. Muốn đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần có ngành công nghiệp phụ trợ phát triển phù hợp với yêu cầu. Tuy nhiên có thể nói, đến nay chúng ta vẫn chưa có được ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ô tô ở mức độ đáng kể, nên chưa có ngành công nghiệp ô tô theo đúng nghĩa của nó. Vấn đề nội địa hóa đang vấp phải những rào cản do nhiều nguyên nhân, đặc biệt khi vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 38/2009 về điều chỉnh biểu thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô. Biểu thuế này đã có những tác động nhất định đến việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, cũng như có ảnh hưởng lớn đến vấn đề nội địa hóa ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam. Thưa quý vị, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, tỷ lệ nội địa hóa là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. Nhưng liệu chúng ta có thể tiếp tục thực hiện chiến lược nội địa hóa hay không khi các doanh nghiệp đánh giá thị trường ô tô Việt Nam còn quá nhỏ bé để có thể đầu tư vào lĩnh vực sản xuất linh kiện phụ tùng? Vâng, có thể nói, hiện trạng ảm đạm của công cuộc nội địa hóa của nước ta cũng có thể xuất phát từ những lý do từ chính sách. Các yếu tố tác động đến ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam: chính sách thuế, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế trước bạ, thuế VAT, công nghiệp phụ trợ trong nước, trình độ tay nghề kỹ thuật, dung lượng thị trường, sức ép và sự lớn mạnh của công nghiệp ô tô các nước khác. Thông qua cái công cụ thuế thì chính phủ cũng như ở đây là thông qua Bộ Tài chính đã dùng cái công cụ thuế để nhằm đạt được cái mục tiêu đó là xây dựng cái ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và tiến hành là bảo hộ các nhà sản xuất trong nước. Thì trước năm 2005 thì Bộ Tài chính tiến hành là áp dụng cái thuế suất đối với linh kiện ô tô theo cái biểu thuế là áp dụng đối với cái bộ linh kiện là CKD và IKD. Tuy nhiên thì từ năm 2005 đến nay thì Bộ Tài chính đã áp dụng lại cái mức thuế mà đánh vào từng các cái linh kiện, và cái xu hướng chung của việc áp dụng cái thuế suất là cái thuế suất áp dụng đối với linh kiện ô tô và phụ tùng ô tô thì ngày càng tăng. Tuy nhiên thì cái việc áp dụng thuế suất đấy nó không tăng, không liên tục và không ổn định trong các cái thời gian. Cụ thể là ví dụ như trong năm 2008 thì cái mức thuế suất đã được điều chỉnh tăng tới 3 lần. Tuy nhiên thì đến đầu năm 2009 thì lại giảm xuống. Theo cái quan điểm của tôi dưới cái góc độ là pháp lý mà nói, thì cái việc thay đổi cái chính sách thuế trong cái giai đoạn vừa qua thì đều của chính phủ cũng như là của Bộ Tài chính thì đều nhằm một cái mục tiêu là bảo hộ cái thực hiện cái mục tiêu của chính phủ là xây dựng cái ngành sản xuất ô tô của Việt Nam phát triển thành ngành công nghiệp mũi nhọn, cũng như là bảo hộ được các cái nhà sản xuất trong nước và nâng dần lên cái tỷ lệ nội địa hóa cho các cái nhà sản xuất trong nước. Tuy nhiên thì những cái chính sách đó đều chính sách về thuế, trong đó có chính sách là nâng dần cái thuế nhập khẩu đối với linh kiện phụ tùng ô tô dường như là không có nhiều cái tác dụng, bởi vì nó đã không được thực hiện đồng bộ cùng với các cái chính sách khác của chính phủ mà đã được nêu ra trong các cái quyết định cũng như là trong các cái thông tư về việc mà xây dựng cái ngành sản xuất ô tô trong nước.
Nội dung thông tư 38/2009 TT-BTC điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu linh kiện. Đối với động cơ đốt trong dùng cho xe dưới 16 chỗ, mã 8407 và 8408 giảm từ 22% và 23% xuống còn 20%. Đối với các bộ phận động cơ khác, mã 8407 và 8408 giảm từ 20% xuống 15%. Đối với hộp số và bộ ly hợp, mã 8703 giảm từ 15%, 20%, 25% xuống tương ứng 10%, 15% và 20%. Với cái việc ban hành cái thông tư 38 này thì nó có một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với lại hai cái đối tượng là các cái doanh nghiệp, hiệp hội các cái doanh nghiệp mà sản xuất lắp ráp ô tô có vốn đầu tư nước ngoài và các cái doanh nghiệp mà nội địa của Việt Nam. Thì đối với lại cái hiệp hội là doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô mà có vốn đầu tư nước ngoài thì cái thông tư 38 này đã đem lại các cái lợi ích cho họ. Bởi vì khi mà cái thuế linh kiện được giảm thì tất nhiên là cái chi phí đầu vào của họ cũng giảm và dẫn tới là cái giá xe được giảm và có thể là kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên thì cái điều này lại ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình nội địa hóa đối với lại các cái nhà sản xuất nội địa của Việt Nam. Vì nếu mà giảm thuế như thế thì sẽ không kích thích các cái nhà sản xuất trong nước đầu tư để sản xuất các cái linh kiện quan trọng như đầu động cơ. Và thay vì đó thì họ sẽ tiến hành là nhập khẩu những cái linh kiện đó. Và cái công cụ thuế trong trường hợp này đã không còn phát huy tác dụng. Khi thuế suất thay đổi thì chúng tôi cũng đã chịu nhiều ảnh hưởng lớn đối với dòng xe 7 chỗ và đó cũng là điều khó khăn đối với người tiêu dùng. Chúng tôi cũng đã xem xét và thử điều chỉnh một số chi tiết kỹ thuật của xe cho phù hợp với khách hàng Việt Nam. Điều đó rất quan trọng để đưa ra mức giá hợp lý cho sản phẩm của Audi đến tay người tiêu dùng. Các yếu tố để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa bao gồm rất nhiều khâu, trong đó có những khâu mà hiện tại Việt Nam chưa thể độc lập sản xuất được. Việt Nam đang cần một nền công nghiệp ô tô đúng nghĩa, điều đó đòi hỏi tỷ lệ nội địa hóa phải ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, theo con số mà Bộ Tài chính cho biết, sau nhiều năm hưởng ưu đãi từ các chính sách của nhà nước, hiện nay tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực ô tô của Việt Nam đang đứng ở một con số hết sức khiêm tốn. Trong 6 liên doanh sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam, chỉ có công ty Honda Việt Nam đạt 10% tỷ lệ nội địa hóa. Các doanh nghiệp còn lại tỷ lệ nội địa hóa đều thấp hơn 10%. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam mới đạt tỷ lệ nội địa hóa bình quân 2%. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Suzuki đạt tỷ lệ 3%. Công ty ô tô Việt Nam DU và công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Ngôi Sao là 4%. Nhà nước bằng các cái biện pháp của mình, chủ yếu là thông qua chính sách và pháp luật, thì nhằm đạt được cái mục tiêu là điều chỉnh cái việc mà sản xuất cũng như là lắp ráp cái sản phẩm ô tô trong nước bằng cái việc là ra các cái quyết định, các cái nghị định cũng như là các cái thông tư hướng dẫn trong từng thời kỳ. Tuy nhiên thì để tạo thuận lợi một cách rõ ràng nhất cho các cái nhà sản xuất trong nước mà ở đây kể cả là các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như là các nhà sản xuất nội địa thì cái chính sách pháp luật cần phải minh bạch, rõ ràng và có thể có tính dự đoán. Và bên cạnh đó thì cái chính sách đó cũng cần phải thỏa mãn cái mục tiêu đó là nâng cao cái tỷ lệ nội địa hóa và xây dựng được cái ngành sản xuất ô tô trong nước thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Bên cạnh đó thì cũng đảm bảo hài hòa được cái lợi ích của các cái nhà sản xuất, của người tiêu dùng và tránh cái tình trạng như hiện nay đó là cái Việt Nam là một cái quốc gia mà gần như nghèo nhất thế giới nhưng mà người dân lại phải mua một cái ô tô với một cái mức giá là cao nhất thế giới. Thì để các nhà làm luật cũng như các nhà chính sách cần phải có những cái biện pháp cũng như là có những quy định pháp luật rõ ràng và thông suốt hơn trong suốt quá trình xây dựng chính sách của mình. Công nghiệp ô tô là một trong những ngành được bảo hộ kỹ lưỡng tại Việt Nam, thể hiện qua biểu thuế quan và phi thuế quan đánh lên ô tô nhập khẩu, cả mới lẫn cũ và Việt Nam như hiện nay. Tuy nhiên, những biện pháp bảo hộ chặt chẽ này đã được duy trì qua hơn một thập kỷ qua, nhưng cũng không giúp ích bao nhiêu trong việc tạo dựng một ngành công nghiệp ô tô đúng nghĩa.
quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang đi đến những giai đoạn cuối. Tuy nhiên, kết quả mà chúng ta nhận được trong suốt một thời gian qua cho thấy ngành công nghiệp này vẫn chưa thể trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam. Vấn đề nội địa hóa đang đi vào ngõ cụt, công nghiệp phụ trợ còn đang chập chững và non yếu. Chúng ta đang cần sự định hướng đúng đắn từ phía nhà nước, cũng như phải biết tận dụng những thành công mà các nước khác đã đạt được. Nhiều anh biết kinh nghiệm của Thái Lan, họ chọn xe pickup là cái xe hướng cho Thái Lan. Và Thái Lan hiện nay trở thành gọi là cường quốc pickup ấy. Nó rất phù hợp với lại cái đô thị nhỏ, chật chội mà lại đa dụng. Nhưng mà công nghệ nó không cần cao lắm. Mã Lai thì đã một thời kỳ người ta chọn cái dòng xe, cái Proton của họ để tạo dựng hình ảnh thị trường và công nghiệp Thái Lan, của Mã Lai. Thì Việt Nam cũng phải định dạng cái gì đó để khả dĩ các cái doanh nghiệp trong nước nó theo được. Tôi có thể lưu ra đây là cái trường hợp rất là điển hình của Malaysia, là một quốc gia mà cũng nằm trong cái vùng Đông Nam Á và đã phát triển hơn Việt Nam, và trước đây thì cũng có những cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển như Việt Nam hiện nay, thì họ đã có xây dựng được một thương hiệu cũng rất là nội địa, rất là nổi tiếng, đó là cái hãng xe Proton. Thì cái chính sách của Malaysia đối với lại việc xây dựng cái hãng xe này thì cũng rất là một cái bài học mà có thể giúp đỡ cho những nước đang phát triển như Việt Nam có thể học hỏi được. Đó là chính phủ của ông Mahathir Mohamad đã tiến hành mua đứt cái thương hiệu của Mitsubishi, của hãng Mitsubishi, và tiến hành là tập trung nguồn lực vào để phát triển cái hãng xe này, và đồng thời là sử dụng cái công cụ thuế đánh thuế tới 300% đối với lại các cái xe nhập khẩu cũng như là linh kiện nhập khẩu, đồng thời là tập trung nguồn lực để sản xuất xe với cái mức giá rất là rẻ, khoảng $3,000 cho một chiếc xe. Và trong một thời gian ngắn thì tất nhiên cái chính sách này đã thành công, và Malaysia đã xây dựng cho mình được một cái ngành sản xuất ô tô mà có thể cạnh tranh được, và cái chính sách bảo hộ đã trở lên thành công đối với Malaysia. Đấy là một cái kinh nghiệm quý cho các cái nhà làm luật cũng như là chính sách Việt Nam xây dựng cái chính sách đối với cái ngành sản xuất ô tô trong nước. Nếu như chúng ta kỳ vọng đến năm 2020 chúng ta làm nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì chúng ta phải có cái tiêu chí cụ thể. Cái lúc đó ngành cơ khí chế tạo ấy phải rất mạnh, ít nhất không mạnh bằng người thì cũng phải bằng các cái nước tại cái thời điểm này, và họ đã rất mạnh về ngành cơ khí chế tạo. Có nghĩa là lúc đó là ngành cơ khí chế tạo chính là mới là điều kiện cần và đủ để cho cái ngành công nghiệp ô tô làm công nghiệp phụ trợ. Và nếu không có cái ngành phát triển thì không làm gì cả. Chúng ta không thể làm bằng tay, chúng ta cũng không thể làm bằng những cái thế hệ máy từ những năm 30-40 năm về trước, phải có cái thế hệ máy mới CNC, những cái máy điều khiển kỹ thuật số, nó với cái mức độ chính xác rất cao mới lắp đặt được, và vân vân, hay phải có cái công nghệ đúc nó hoàn thiện để chúng ta có thể làm được một loạt những cái công nghệ. Chúng ta không có cái công nghệ, kể cả công nghệ thiết kế. Chương trình luật sư của doanh nghiệp xin được dừng lại tại đây. Mọi thông tin liên hệ và đóng góp quý vị và các bạn có thể gửi về địa chỉ email luật sư của doanh nghiệp a.vitv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.